Và sau đây, lời xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Bi Khúc Xuân xin gửi đến tặng cho các quý vị đến các bạn chương trình cho ngày hôm nay. Xin cảm tạ quý vị. Câu tình yêu mỗi chiều xuống, mỗi xuân về làm hoa.
Và sau đây là một nhạc phẩm kế tiếp mà Linda xin là theo lời yêu cầu Linda xin tặng cho chị Liên. There's only you in my heart, now and forevermore. Và sau đây là một nhạc hoa rất là nổi tiếng. Nhạc phẩm này Linda cũng xin tặng sinh nhật cho anh Thành. Happy birthday. There is only you in my heart.
feelings, baby. Hurt my feelings. Atlanta! Oh my. Oh my. My love. Thank you. So it's sáng nha quý vị. Sau đây Linda xin gửi đến quý vị một tiết mục rất là quen thuộc. Linda xin được gửi đến quý vị một phẩm của nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Đó là bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương Hai, và Linda xin được trình bày với nam ca sĩ Tommy No. Come on, here we go. Pump it up, pump it up. Gặp nhau đêm nay mà dường như đã lỡ, tình yêu đôi ta đã chạm. Mình yêu nhau đi, đừng ai chỉ em ơi. Yêu anh nhé. Và Tommy cũng xin chào Mr. Jim.
Tham MC quý vị một tràng vỗ tay lớn cho anh Nghĩa nha. À, và sau đây tôi xin gửi cái nhạc phẩm Twist, nhạc phẩm này của Elvis Presley, Jailhouse Rock. Drink all of my sweet caress.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một đàn con hết rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe. Thank you, I love you, thank you. Thông minh ơi, hát hay rồi, không những vậy biểu diễn còn quá tuyệt vời nữa. Chị Giang Ngọc thấy cái chị này chắc tối nay chị khỏi ngủ luôn. Chị Giang Ngọc ơi, Khánh Hoàng nói cho câu này bảo đảm đốt nhà. Dạ. Thấy Tommy nhảy với cô còn tình hơn là nhảy với Linda. Không sao bạn nhau hết mà, đúng không? Không, nhưng mà chị phải công nhận một điều đó, lâu lâu á, chẳng hạn như khi mình đi á, mình quên mất cái cảnh đó rồi, tự nhiên lâu lâu cái tự nhiên có trai đẹp nó nhảy cũng sướng chứ. Sướng, mặc dù không có gì hết quý vị, nhưng mà có cảm giác lưng lưng, tối về ngủ không được luôn á, tư tư luôn đó. Bên nói khán giả Atlanta chúng ta rất là sung ha. Từ buổi trưa đến bây giờ, buổi trưa thì các cô chú anh chị đây cũng nhảy rất là sung. À, mấy cô chú thì ngồi từ hồi 3 giờ chiều. Hồi 3 giờ chiều mà nhảy rất là enjoy. Cho nên mong rằng tất cả quý vị cộng đồng Đầm Hương chúng ta lúc nào ủng hộ Telethon, để lần sau các anh chị em các nghệ sĩ có dịp trở về phục vụ cho quý vị, hát cho quý vị, nhảy cho quý vị luôn. Dạ, ở đây giống như là một cái buổi cắm trại của quý vị. Ngày mai cũng đi như vậy nha quý vị, 3 giờ chiều cũng sẽ là chương trình văn nghệ. Và quý vị sẽ đến đây cũng sẽ là ngày cuối cùng để chúng ta có thể mua những sản phẩm với một cái giá đặc biệt. Và quý vị nhớ là quý vị có nói là tất cả những sản phẩm này tới ngày lên đây chúng ta sẽ tăng giá. Cho nên mình mua trước thì mình mới có cái giá như vậy. Hồi nãy đó thì các anh chị như Lê Nguyễn có cho biết là có một cô ở xa đã gọi vào bằng phone trên cái trang nhà YouTube của Nguyễn Tiến Dũng. Và cô đã mua một lần luôn, cả tấm nền và cái ghế luôn. Coi như thấy thích quá, mua luôn một lần hai cái luôn. Tại vì thực sự đó quý vị, đời sống chúng ta mà mình ngắn ngủi lắm, đâu có bao nhiêu đâu. Cho nên bây giờ mình mua, mình có làm trả góp thì cả 4 năm mình mới trả hết. Mà trước khi mình trả là mình đã nằm rồi. Đúng rồi. Mình đã thấy là mình lời rồi đó quý vị nha. Cho nên tất cả quý vị đang theo dõi chương trình livestream, mặc dù nếu quý vị không thể tới được, quý vị ở những vùng phụ cận, vòng vòng giữa bang Georgia hoặc những cái bang lân cận, thì quý vị có thể gọi về ngay số điện thoại của Telethon, hoặc là ai livestream với quý vị nhắn tin vào để cho chúng ta đặt những cái món hàng chỉ có ngày hôm nay và ngày mai mà thôi, giá đặc biệt. Sau đó thì mọi sản phẩm đều trở về giá bình thường, giá cũ. Cho nên đây là cơ hội chúng ta vừa ủng hộ, vừa mua được những món hàng giá đặc biệt. Dạ đúng. Rồi, bây giờ thì thưa quý vị, mình thay đổi công kiến tí xíu đi nha. Nhưng mà nói chung là đây cũng là một trong những người nghệ sĩ rất là đa tài. Bởi vì như quý vị cũng đã thấy là thường thường khi mà mình hát nhạc trần á, hoặc hát nhạc tình, ít khi ai nào mà ai mà được khán giả thương mến với một cái thể loại khác đó là bolero lắm. Nhưng mà cô lại được khán giả thương mến cả nhiều dòng nhạc khác nhau. Bởi vì người nghệ sĩ này sung lắm quý vị, hát nhạc tình cũng rất trữ tình, hát nhạc sung cũng nhảy dữ dội quăng hoài luôn. Quý vị nào mà ở đây ngay từ đầu đó thì quý vị đã nghe cô hát nhạc remix, nhạc tiếng Mỹ, tiếng Anh luôn đó nha quý vị, chứ mà là bolero không nha. Coi như là tiếng nào cũng hát, chỉ còn có tiếng Miên là chưa hát. Và bây giờ xin mời quý vị một lần nữa chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ bolero Sơn Tuyền. Sơn Tuyền là Sơn Tuyền á. Dạ, mẹ vui quá. Tao giọng cười dễ thương lắm nha. Giọng cười là rất là sáng khoái rồi đó. Tại hôm nay thấy vui quá trời luôn. Tự nhiên bây giờ tôi hát bài thật buồn. Ông tại chị mới làm cho tụi em vui đó. Nhờ chị đó. Rồi bây giờ chị kiếm cái bài nào mà nó vui vui đi. Chẳng hạn như là bài Thành Phố Buồn hay là Đồi Thông Hai Mộ gì đó. Quý vị ơi, thật ra Xuân này Xuân Tiền sẽ hát nhạc phẩm Thành Phố Buồn để tặng cho anh. Ủa nói thiệt, nói thật thiệt. Dạ, đây. Đừng thắt chị. Cái người yêu cầu mà. Đó là nhạc phẩm Thành Phố Buồn. Cái nhạc sĩ là cười. Vui quá Thành Phố Buồn. Thời
đời chúng mình nhìn phú nhân đêm thành phố nào vừa đi ra ngoài đường quanh đó huyền công thông xa chiều đang Chúa con là người học sinh, vì cha mẹ linh
buồn mà hỏi quý vị có vui không? Dạ, em cảm ơn quý vị. Và bây giờ em xin hát một nhạc phẩm mà cũng ghi nhận kỷ niệm của các mấy chục năm của sinh viên. Đó là nhạc phẩm Duyên Tình. Nhạc phẩm này đặc biệt cho tặng cho hai đứa em mới tới và hai em mới cưới nhau. Đó là nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ. Quý vị ơi, I love you. Để ta nhảy với chị cha cha XP nha. Ok. Tôi xin kể ra đời khi đây
làm bà nữa nha. Em thấy chị Vinh đang sung rồi nha, cho chị sung luôn. Ok, ok, sung, sung, nhớ về em đi. Quý vị ơi, mình ra đây nhảy cho vui đi. Nhảy cho mình sẽ có sức khỏe cho tụi nó. Thank you.
đến thăm tôi. Ngoài trời mưa xuân, trời mưa không dừng. Con đường chưa đủ, em đến thăm tôi. Nhớ, nhớ ngày ấy, mình nắm tay nhau. Nhìn hàng mưa cứ mơ ngày sau. Sẽ không còn mưa gió, sẽ không còn mưa. Thôi, niềm hôm nay xin trả cho người. Vì ngày mai tôi sẽ ra đi. Kỷ niệm ngày xa xưa mãi. Trên con đường sống sao ra đi. Vì làm trai anh lớn lên. Những niềm tin tôi sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ. Oh yeah. Mặt trời vắng bóng. Khi lời nguyện khuôn lắm nghe lạc lời. Khi sống muốn sao ngoài mong. Như giọt buồn nước mắt ngược ngại ngừng. Theo lắm hương người đời. Mưa xa trên đường xa. Bao là tình thắp thiên cho giờ này. Nhiều sầu cũng cách xa mà tôi. Mưa từng ngày thiên tha mưa vàng vàng. Xót xa và mơ mãi giữa mưa mưa đang treo mơ. Oh yeah! Yêu mưa ngày nào chẳng bước qua em. Yêu mưa ngày nào muốn đau sao để buồn em ngày nào. Hey. Quý vị tin chưa? Tin chưa? Nữ hoàng nhạc Polygo mà nhảy còn hơn là kích động nhạc vậy đúng không? Ừ, quá xung yeah, quá xung quanh. Nữ hoàng nhạc phải đánh thật lớn cho ca sĩ Sơn Tuyền quý vị. Dạ, wow, trời đất ơi, mình đứng ở trong mà mình nhìn chị hát mà mình còn bị trời đổ mồ hôi hột luôn. Thiệt, quá xung quanh. Nhìn coi biết 70 đúng không? 60 đâu. Vâng, và quý vị biết rằng ngày hôm nay thực sự cái chương trình rất là sôi động đúng không ạ? Theo lệ Nguyên Nguyễn là càng về đêm càng nhiều quý vị sau khi làm về đến đây tham dự chương trình và càng ra nhảy sung hơn. Và nếu mà quý vị còn ở lại thì công ty điện tử Teletron sẽ đóng cửa chờ tới sáng luôn để mà phục vụ quý vị. Lúc đó sẽ là live show của Khánh Hoàng. Dạ, em nói tiếng bao công từ đầu đến cuối chưa có gì thưởng thức luôn á. Rồi bây giờ em giới thiệu một người bằng tiếng bao công đi. Rồi hả? Chưa nhiều quá. Dạ, hồi đó em làm tiếng bao công quá cho nên bây giờ em sẽ gọi lên một nhân vật để mà hỏi hỏi chút xíu nha quý vị. Hồi đó là quý vị phải không? Khánh Hoàng làm tiếng bao công. Nhưng mà giờ lo cho bao tử. Thì bên cạnh đó em còn lo những chuyện rất là bao đồng. Dạ, Khánh Hoàng gọi lên nha quý vị. Dương chữ bá, chữ lông chữ hổ. Ủa quên. Dạ quý vị giúp cho Khánh Hoàng nha. Khánh Hoàng nói là Dương chữ bá hán, chữ lông chữ hổ. Quý vị la lớn lên giống như là mình đã trốn công đường vậy quý vị. Dạ. Dương chữ bá, chữ lông chữ hổ. Dạ. Trời ơi ngầu quá, ngầu tươi men quá. Màu giữ những chữ linh này để mà hỏi vài điều. Xin mời anh Quy Võ. Quê đó. Cho lại.
Mỗi ngày có hơn $5, không mất đi cà phê, quý vị sẽ có một cái buổi rất là ngon để có một cái sức khỏe để tiếp tục làm việc.
biệt là sản phẩm này. Nguyễn Bảo Đảm thì chưa có nơi nào trên nước Mỹ, kể cả Tele Tron, tất cả 15 chấm còn lại chưa có sản phẩm này. Tôi nói là mới nhận hôm chiều trưa thứ 6 thưa quý vị, tức là trưa ngày hôm qua, trong đường máy bay Nguyễn Tây buổi sáng đi, Nguyễn bay từ trên Cali qua thì buổi sáng nó là nó sẽ hàng gửi một cũng lo là không biết đã giới thiệu rồi không biết có chuyện hay không, nhưng mà tới trưa thời gian bay là tới tàu khi nào tới phía trường Atlanta thì đã ở đây nó là báo đã nhận được cái sản phẩm đẹp này và trưng bày cho chị quý vị hú hồn cho quý vị về sản phẩm này. Từ cái ý ship qua thì bây giờ quý vị biết này, cái shipping đến thơ bị ảnh hưởng của những cái từ bên Ý đó về Âu Châu, cho nên chúng ta cũng có cái này được rồi, để cho quý vị có được cái con đẹp này một phần ba cuộc đời và nhất là thay đoan nữa quý vị. Chương trình là 4 năm không đâu không tiền lời, 120 mấy lần trên một tháng cộng thế, còn nếu mà chúng ta có thể mua sắm điều kiện hơn thì cái tấm đèn lên buộc ngay đi thì nó rất là tuyệt vời. Cái đây là sản phẩm mà bằng cái sợi chỉ bạc giúp cho máu huyết lưu thông mùa mùa đông thì ấm áp mùa hè mát mẻ, với giá là 13.000 đang sale là 8.999 đồng, là mức 4.000 đồng mới thưa quý vị, và 4 năm không đo không tiền lời và 188 đồng cho một tháng. Thì sản phẩm đèn lên buộc ngay đi nó lừng trên thế giới rồi. Sản phẩm này quý vị biết, nếu bị đã nghe chiếc xe được gọi là siêu xe đó, lên buộc ngay đi. Thì cái sản phẩm đèn này là cũng của hãng Lenovo Ghili, mà do người con của ông Lenovo Ghili là hấp mình con ông Lenovo Ghili là bạn của con của ông Mấy Đất Lắc. Đó là hai người bạn gặp gỡ nhau và yêu quý thì có cái dịp làm việc với ông Marco Mấy Đất là con của ông chủ của hãng đèn này có từ năm 1962, mới vừa kỷ niệm 60 năm anniversary thưa quý vị. Và nói là làm sao để có một cái sản phẩm mà riêng người Việt Nam, tại người Việt Nam mình quen xài những loại đèn cứng chống tơ luôn thưa quý vị. Những đèn Mỹ ta bán thì nó hơi mềm mềm chút xíu, còn người Việt mình là không có quen những loại mềm mềm. Thì cái đèn cứng chống tơ đã làm riêng cái sản phẩm này cho cộng đồng người Á Châu chúng ta và Tây Tân. Rất là may mắn là đại lý độc quyền cho sản phẩm đèn lên buộc đi trên toàn Hoa Kỳ, kể cả người Mỹ mà nếu muốn đến đèn lên buộc đi mà loại cứng thì phải đến Tây Tân, tại vì mình độc quyền không những là Á Châu mà trên toàn nước Mỹ, cho nên sản phẩm đèn này đã được ship đi đến tất cả các nơi toàn thế giới. Quý vị có hình dung được khách hàng từ bên Ý mà order sản phẩm đèn này từ Mỹ ship được về Ý không quý vị? Mà sản phẩm này được làm Mỹ, đó là một điều mà này rẻ hơn mà quan trọng là không có bán được bên đó, tại vì mình quyền cái bản quyền rồi, cho nên là phải mua từ Mỹ ship về Mỹ, từ ở Mỹ từ Ý ship qua Mỹ, Mỹ xong mua lại ship được từ Ý được quý vị. Vừa mua rẻ mà vừa được khách hàng và đặc biệt bên Ý. Dạ, cảm ơn Khánh Ngọc cũng như là Khánh Hoàng cũng như thưa quý vị. Cảm ơn quý vị khách hàng đã từ Úc Châu, rất là nhiều khách hàng từ Úc Châu, từ Sydney, từ Melbourne cho đến từ Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã mua tặng những cái tấm đèn này cho người thân gia đình của mình tại Việt Nam. Vì sản phẩm đèn cứng chống lưng cũng không có từ bên đó, phải mua từ bên này. Và người ta yên tâm ta mua hàng tại Mỹ, người ta biết hàng là hàng chính hãng. Và thứ hai là sợ không muốn bị sợ hàng giả, tại vì cái Việt Nam mình giờ có tiền mình không mua, sợ không biết cái hàng đó có đúng hay không, hay là hàng nhái của Trung Quốc nữa, cho nên là tập mua tại Mỹ xuất hiện là hơn cho nên những cái này nên mua đi. Và mới đây cái lý do mà Telecom làm cái sản phẩm này nó mất hết 3 năm thưa quý vị. Một cái tấm nền nó rất là khó, tại vì ship những cái loại queen và king size đó nó rất là lớn và tiền shipping nó rất là mắc, nhưng mà hãng cũng đã cuối cùng là quyết định là phải làm được, nó hút tất cả những cái chân không trong cái tấm nền ra, cho nên nó ship là nó cuối cùng lại giống như một cái nó mỏng như nó lớn vậy đó. Nếu quý vị đã coi những cái video của Huy Nguyễn từ cũng như cô nữ đại biểu Kiều Dinh Năm Lọc và cô Phương Triệu Phương Quế và nhiều anh em của Telecom đã đến với Ý và quay những cái dây chuyền mà ta làm, mình không ngờ là một cái hãng nền thưa quý vị thường thường rất là nhiều chất chemical, chất khoáng chất, nhưng mà vào cái hãng nền mình không biết là cái hãng nền, mình tưởng mình đi tới một cái showroom nào đó và những cái dây chuyền mình mới thấy cứng từ đầu đến cuối và đa số là ta làm là theo đấy may tay thưa quý vị, và những cái nghệ nhân của người bên Ý người ta làm việc. Và cái gì tại nói đến đi sẵn chia sẻ với quý vị luôn về cái hãng xưởng Lê Nguyễn đã làm việc gần 2 năm, và cái này nói trước thôi nhưng mà sẽ chưa có bán được thưa quý vị. Nếu mà mọi việc nó suôn sẻ ok hết thì sẽ nhận order của quý vị từ tháng 11 trong cái dịp lễ tạ ơn và Christmas, và chỉ sản xuất đúng 100 cái trên toàn thế giới. Nước Mỹ có 50 cái và toàn bộ của thế giới Dubai cũng còn lại có 50 cái. Đó là cái tấm nền được gọi là nền rồng vàng thưa quý vị, vì năm tới đó là năm rồng và năm thìn thưa quý vị. Thì có dệt vàng 22 carat trong đó và một con rồng lớn để ngay ở phía trên, và cái này cái và những cái nhà những nghệ nhân, những người design nổi tiếng của thành phố Milan của Italy, những người design nổi tiếng
thương hiệu thế giới. Đây cũng là đặc biệt với hãng cũng đang chuyển qua ship lại để coi cái nào hoàn chỉnh nhất của cái sản phẩm đèn này. Nói cho quý vị là khoảng chừng 15-16 ngàn đồng và chỉ nhận đúng 50 người mà thôi tại Mỹ, và 50 người còn lại trên toàn thế giới. Và tấm đèn rồng vàng này, nếu ai là chủ tiền em mà còn có cái nét thẩm mỹ rất đẹp trong cái căn phòng mình. Nhất là thời xưa mà mua cái được đằng những cái dù này, bây giờ mình bình thường mình vẫn nặng được. Mà đừng cả lót nữa. Cả lót và bên đó cái việc cái hàng thị rất là hay, và mỗi cái tấm nền có một cái certificate thư các bạn cho mình biết mình là người thứ mấy của 100 người trên thế giới có sản phẩm nền này. Nó êm ái, nó thoải mái bằng cái chất đặc biệt nhất, và Theron sẽ đại lý độc quyền 50 cái đó chỉ dành cho đời. Trời, nhưng mà 50 cái nghĩ chứ vừa thông báo ra là người nhà không được mua hết rồi không tới khán giả. Deadline của mình nhận order đến là bắt đầu từ ngày nào? Nếu mà sớm nhất đó thì sẽ nhận order từ lễ tạ ơn. Từ lễ tạ ơn thì hơi lễ Giáng sinh. Và còn sẽ giao hàng cho quý vị vào đúng các Việt Nam để tôi qua làm cùng đó thưa quý vị. Dạ, mà giá cả như thế nào anh? Giá cả vẫn... Tới bây giờ vẫn chưa có cái giá chính thức. Thì bây giờ đang tính từ khoảng từ 15 đến 17 ngàn đồng. Wow. Nói chung là từ 15 đến 20 ngàn cũng khoảng đó, để chúng ta sau khi mà hoàn chỉnh xong những cái dây chuyền về sản xuất cũng như những cái người nghệ nhân và những design nổi tiếng thế giới thưa quý vị sẽ làm vấn đề rồng vàng này về phong thủy rất là tốt, và chỉ có đúng 50 cái thôi. Và mỗi cái ghế, mỗi cái tấm đèn có một cái ghế chứng nhận trong đó. Thì muốn sẵn cái gì này nói về những cái đèn quý vị thấy những cái hãng nó nổi tiếng và giá trị thì rất là may mắn. Cái người con của ông ấy là Black và Michael ở đây là cũng làm việc với chúng ta là người bạn thân, cho nên cũng nhờ ông là ông đã hát mình là người bạn của ông lên một ngày mà sản xuất cái siêu xe đó quý vị. Cho nên là ông cứ làm cái điều đặc biệt thế này cho người Nam chúng ta. Anh ơi, mình có nhiều size không, hay là chỉ có king size hay là small? Chỉ là hai size, là king size và queen size. King size và queen size. Tại vì từ những cái giá trị như vậy thì cái thứ nhất là nó giá trị nó nằm thêm, cái size nó là nó còn ngoài trọng cho nó thoải mái hơn. Cho nên nếu mà tại ngoài khu là mua queen với lại king luôn. Chứ nếu mà mua size để cảm ơn, nhưng mà đây là chưa phải tấm đèn mắc nhất, thưa quý vị. Nên mình đã từng bán cái tấm đèn mắc nhất rồi, là cái tấm đèn vàng hết luôn á, cái tấm đèn là 30.000 đô la. Thì cái tấm đèn xoa rồi không còn nữa. Thì một số khách hàng của Atlanta của chúng ta và miền Đông Hoa Kỳ và miền Tây cũng đã thấy rằng nó bán một số những cái đèn 30.000 đồng và là đèn vàng. Thì cái đèn bây giờ hết luôn rồi, người ta không còn nữa vậy. Thì cái đó những collection đó thì mình có tiền sao mà mua không được. Keron làm việc rất là kỹ với những hãng sản xuất và những sản phẩm này mình order đặc biệt đi cho người Việt Nam của mình, tại vì người Nam rất là quan trọng về sức khỏe. Cho nên với những cái giá tiền như vậy 30 ngàn hoặc là tấm đèn, nếu quý vị ra, nếu quý vị đây có ai đã nghe nói về tấm đèn thông minh chưa, 22 ngàn Keron bán một tháng trong đợt vừa rồi đó, nó sold out rồi, nó không còn nữa. Thì bây giờ thì cái tấm đèn mới nó rất là rẻ, Nguyễn Dữ là 10 ngàn mà bán 5.999 thì quý vị hãy mua sớm, tại vì sẽ không có giá đâu. Bằng lông cừu và lông lạc đà, mùa đông thì áo mát, mùa hè thì rất là mát mẻ. Và để chứng cho tôi cho khách này đang bán cho quý vị chỉ có 5.999 đồng cho queen size, và king size là 6.999 đồng. Thế thì giá thường là 10 ngàn và 11 ngàn, quý vị hãy vào bên trong để giúp quý vị làm điều đó. Và thứ hai là cái ghế massage, mà một số quý vị mới tới thì cũng không mất thời gian quý vị đây, là nó sẽ lợi cái khôi vô đó đúng không? Khôi vô. Quý vị trẻ tới 2.300 đồng nó thương quý vị không ít đâu. Và bên cạnh đó ngày hôm nay cái ghế mà nãy quý vị đã nghe nói là cái ghế JP1100. Đó là một chiếc ghế vật lý trị liệu đầu tiên của... Dạ, thì đúng rồi. Sản phẩm này quý vị đã nghe trước đây là anh Đình Thảo mua cái ghế này. Hồ Hoàng Yến đã sử dụng ghế này. Và bên cạnh đó Mạnh Quỳnh cũng sử dụng ghế này. Nam ca sĩ vừa YouTuber Nguyễn Tiến Dũng sử dụng sản phẩm này. Và sản phẩm này cũng do Trương Quốc Huy NMTV mua tặng cho mẹ của mình nhân cái dịp lễ hiền mẫu năm trước, cũng cái ghế JP1100. Nếu quý vị có thời gian bây giờ quý vị bấm vào ngay cái phone của mình vào Google search cái model là JP là cái tắt của chữ khách hàng. JP là 1100. Thì tất cả các mạng hiện bây giờ kể cả Amazon đều bán là 9.999 đồng. Riêng quý vị mua trong ngày hôm nay, quý vị sẽ được mua bằng giá của chiếc ghế cô dụng là 7.699 đồng. Quý vị rẻ hơn Amazon
2.300 đồng. Không thể nào chúng ta rẻ hơn như vậy, mà cảm thấy là mấy như thế đâu. Trong những cái đợt event thế này, còn số khách hàng mua sớm được giá này, thì đây là những cái tiện lợi của việc tiết kiệm rất là nhiều. Những cái show này không phải mình coi cho vui không đâu, cũng mà giải trí không, nhưng mà mình tiết kiệm rất là nhiều. Tại vì những cái giờ phút này mình cứ sinh hoạt ra cái điều này, nếu không mình không làm được điều đó. Ví dụ như mình nhắc lại một lần nữa, cái đồ lưu điện hiệu Tiger làm tại Nhật, Made in Japan, về thì chắc tất cả mọi nơi không có nơi nào bán dưới 160 đồng của quý vị đó. 160 là nếu người ta sale, còn không là 180 đồng. Và bây giờ quý vị mua chỉ có 88 đồng, và chỉ dành cho mỗi khách hàng của một cái Made in Japan. Cái đồ lưu điện là của hãng Tiger thì quý vị bảo đảm, quý vị không tiền nào dưới 160 đồng bảo đảm. Đến 8 đến 8 thì bây giờ quý vị mua với cái giá chỉ có 88 đồng thôi thì nó rất là rẻ. Và tôi nhắc lại các quý vị đang coi livestream thì cái giá này chỉ áp dụng tại Atlanta mà thôi, tất cả nhánh khác không bán được giá này. Thì mình sẽ cần làm được để quý vị ở xa, thì cái chương trình này khi nào cái show mình tới cái tiệm đó thì mình mới được hưởng cái đó. Và chị nhánh đó riêng có hàng lớn thì được, có hàng nhỏ thì mình khi nào tổ chức tại nơi nào thì nơi đó mới được cái giá đó. Cho nên cảm ơn quý vị đã ủng hộ đã mua sắm Teledon, và khách hàng Atlanta của tuần này sẽ mua tiết kiệm rất là nhiều. Bên cạnh đó những con vịt thảo, những cao ly hoàng đế đơn quý vị đã nghe trong cái chương trình của em Thanh Shop là người TV, là những sản phẩm rất là tốt về sức khỏe của chúng ta với giá 300 đồng cho một hộp. Bởi vì đã mua sắm hơn 2.000 hộp rồi, và riêng trong ngày hôm nay quý vị sẽ được mua một hộp. Không bao giờ có những chương trình nào thưa quý vị mà